Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục ống kính cuối tuần trước đây, chúng tôi đã phản ánh đến quý vị và các bạn tình trạng xâm lấn hồ Đan Kia, suối Vàng, huyện Lạc Dương của nhiều hộ dân để làm nông nghiệp. Việc này không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cảnh quan hồ Đan Kia mà còn hạn chế nguồn nước sinh hoạt cung cấp cho người dân thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận. Sau khi sự việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã xử lý vấn đề này ra sao và hiện khu vực hồ Đan Kia, suối Vàng đang được quản lý như thế nào? Một ống kính cuối tuần kỳ này tiếp tục thông tin đến quý vị và các bạn. Tại thời điểm ghi hình vào ngày 28 tháng 6 của nhóm phóng viên thời sự, khu đất đối diện nhà máy nước Đan Kia Đà Lạt đang có dấu hiệu tái diễn việc múc đất đổ ra lòng hồ. Theo phản ánh của một số người dân, sự việc này chỉ tạm lắng một thời gian sau khi có phản ánh của báo chí và sự vào cuộc của các ngành chức năng địa phương. Tuy nhiên, hiện nay dấu hiệu xâm phạm diện tích hồ đang tái diễn bởi nhiều khối đất bị múc trên triền đồi, có cả xe ủi, xe múc vẫn còn hiện hữu. Dù hiện không hoạt động do những ngày qua bị mưa bão. Và bồi lắng thì hai gió cái tắc canh tác nông nghiệp của chúng ta. Qua đi khảo sát và kiểm tra thực tế, tôi thấy một số dân đang lấn chiếm làm hồ tạo thành cái đất nông nghiệp để từ đất canh tác. Rồi với cái diện tích càng ngày càng lấn chiếm này thì tôi nghĩ tới một thời gian không xa thì cái lòng hồ này sẽ càng ngày càng nhỏ và cái diện tích nước càng ngày càng bị mất, thì rất ảnh hưởng tới cái nguồn nước cung cấp nước cho dân Đà Lạt và cái vùng phụ cận như huyện Lạc Dương. Đây không phải là lần đầu tiên diện tích hồ Đan Kia bị xâm lấn để làm nông nghiệp, mà vấn đề này đã tồn tại từ nhiều năm qua. Chỉ sau khi có sự vào cuộc của các cơ quan báo chí, vụ việc mới được điều tra làm rõ. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo về việc quản lý khu vực hồ Đan Kia suối Vàng cho từng cơ quan đơn vị. Theo đó, Công ty Điện lực Lâm Đồng chịu trách nhiệm quản lý đập thủy điện Ancoet, Công ty Trách nhiệm hữu hạn cấp thoát nước Lâm Đồng quản lý toàn bộ diện tích lòng hồ, vườn quốc gia Bỉ Đúc Núi Bà, quản lý toàn bộ rừng, đất rừng quanh khu vực. Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo luật định. Sau khi mà có văn bản chỉ đạo của tỉnh về cái công tác giao trách nhiệm quản lý trong khu vực hồ Đan Kia, thì huyện Lạc Dương là được giao trách nhiệm quản lý về công tác đất đai trên địa bàn huyện. Thì phòng tài nguyên là cơ quan tham mưu giúp việc cho huyện trong công tác quản lý đất đai. Thì phòng thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong lĩnh vực san ủi cải tạo đất. Ngoài cái việc mà kiểm tra khu vực thị trấn Lạc Dương là khu vực trọng điểm xảy ra cái việc mà san ủi lấn chiếm hồ Đan Kia, thì phòng cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương các xã tăng cường công tác kiểm tra trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện và có những cái xử lý cũng như là đề xuất ủy ban huyện xử lý kịp thời đối với những trường hợp san ủi trái phép. Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương, để chấn chỉnh vụ việc này, mới đây huyện đã tiến hành họp kỷ luật khiển trách các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng hồ gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường nước khu vực hồ Đan Kia. Còn việc có tái diễn tình trạng xâm lấn diện tích hồ hay không, huyện Lạc Dương sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tiếp tục kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời. Giải pháp đầu tiên theo tôi nghĩ là đó là cái việc là xác định rõ cái ranh giới giữa lòng hồ và ranh giới giữa cái đất nông nghiệp của dân. Để trên cơ sở đó thì cái việc này thì Sở Tài nguyên đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban tỉnh. Và đồng thời thì về mặt địa phương thì chúng tôi tiếp tục thông qua cái kiểm điểm, thông qua cái kỷ luật thì chúng tôi sẽ có cái giao cái trách nhiệm nó rõ hơn để cho chính quyền không những thị trấn. Thông qua cái sự việc này thì chúng tôi tiếp tục là sẽ có những cái lưu ý cho chủ tịch ủy ban các xã thị trấn trong cái việc là phân công, phân nhiệm cái lực lượng để quản lý. Mà đặc biệt thì chủ tịch thị trấn phải sử dụng các cái lực lượng tổng hợp của mình, trong đó là có địa chính, có ban lâm nghiệp xã, có lực lượng công an, lực lượng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Thông qua đó thì phải phân công, phân nhiệm thật rõ ràng. Thiết nghĩ với trách nhiệm của mình, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương và các ngành chức năng liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng trong công tác quản lý, không để xảy ra tình trạng xâm lấn lòng hồ, nhằm bảo vệ nguồn nước và đảm bảo vẻ mỹ quan cho hồ Đan Kia suối Vàng. Tuy nhiên, để có một mô hình đạt hiệu quả như thế này, ông Xanh đã lặn lội đi nhiều nơi để tìm tòi nghiên cứu, để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, từ khâu chọn giống, làm vàng sao cho hiệu quả nhất.